dân Chúa. Và Kim Thúy xin được thân gửi đến lời chào bình an của Chúa Kitô đến với mỗi người. Và một lần nữa Kim Thúy xin được cảm ơn tất cả mọi người đã luôn cố gắng sắp xếp thời gian để dành cho Chúa một cõi riêng tư một chút xíu. Tại Thúy biết là cuộc sống rất là bận rộn ở bên Mỹ, ở các nước Âu Châu hay là ở bên Việt Nam cũng thế thôi. Giờ đây Kim Thúy xin được bước vào giờ ca nguyện với bài hát đầu tiên, khúc cảm tạ của tác giả Mai Nguyên Vũ. Một bài hát rất là quen thuộc, nhưng thật sự trong một cái chương trình Thúy lúc nào cũng muốn mời gọi mọi người trong tâm tình tri ân. Dù thế nào đi nữa, Thiên Chúa vẫn đổ tràn đầy ơn cho chúng ta, nên chúng ta không thể nào mà không nói lên lời tạ ơn Chúa muôn đời, đúng không ạ? Tình yêu Chúa mênh mang trần đời, thuyền hồn con mãi êm trôi, hưởng tình yêu ôi tuyệt vời. Xin mời mọi người cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Khúc cảm tạ từ đó âm ba vọng ngân rộn rã trong tim ngày đêm, tán dương tình yêu Thiên Chúa suốt một đời. Chân Chúa đi qua đôi ta bỏ hay thập giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trên đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, thuyền hồn con mãi êm trôi, hương tình yêu ôi tuyệt vời. Tiếng gọi nào rộn rã vang trong chiều mơ, vồn vã cánh tay ngài đưa, dắt con vào niềm thương nhớ. Chén rượu đào ngài chuốc chưa chan ngày nào, bánh thơm ân huệ Chúa trao, tháng năm tình mến dâng trào. Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thánh ân ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua đôi ta bỏ hay thập giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, thuyền hồn con mãi êm trôi, hương tình yêu ôi tuyệt vời. Trần gian tan biến, Chúa là nguồn hạnh phúc mến yêu của con, có chi hơn được Chúa thương, thế gian thành cõi thiên đường. Nếu ngày nào ngài lãng quên con một giây, lạy Chúa cho con giờ đây chút linh hồn.
trong tay Chúa. Nếu ngày nào chân thế khiến con mãi mê, Chúa ơi xin đừng trời chê, hãy thương dìu bước con về. Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thánh ân Ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua, đôi ta bỏ hay thập giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trù khơi, thuyền hồn con mãi êm trôi, hương tình yêu ôi tuyệt vời. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trù khơi, thuyền hồn con mãi êm trôi, hương tình yêu. Đôi khi chúng con, mặc dù là Ngài yêu con rất là nhiều, nhưng mà chúng con thì lại có rất là nhiều lúc chúng con phản bội, chúng con thất vọng, chúng con oán trách Chúa. Điều đó Chúa vẫn không từ chối, Chúa vẫn ngồi, Chúa vẫn đợi con. Tình yêu của Chúa tuy là đã cũ nhưng mà lúc nào cũng mới như hôm qua. Câu nói của Thánh Augustino: Chúa ơi con yêu Ngài dù có muộn màng, ôi tình yêu đã cũ mà như mới hôm qua. Vâng, xin đốt cháy lửa yêu mến trong lòng chúng con luôn mãi. Và bài hát Con yêu Ngài muộn màng của linh mục Nguyễn Mộng Huỳnh xin được gửi đến mọi người trong giây phút này, và mọi người cùng hiệp thông với Kim Thúy dâng lên Chúa những lời năn nỉ với Chúa, là có những lúc con thật sự con yêu Chúa muộn màng, con biết Chúa muộn màng, con đã bỏ quên Chúa. Nhưng khi mà đã được Chúa rung động tim con rồi thì cái tình yêu đó lúc nào nó cũng mới như những cái đôi tân hôn vậy. Kim Thúy cũng cầu chúc cho mọi người được điều đó trong tình yêu Chúa. Và bây giờ xin mời mọi người qua bài Con yêu Ngài muộn màng. Yêu Ngài muộn màng, ôi tình yêu đã cũ mà như mới hôm qua. Con yêu Ngài dù có muộn màng, con yêu Ngài dù có muộn màng, con yêu Ngài dù có muộn màng, ôi tình yêu đã cũ vẫn rung từng tiếng ngỡ ngàng. Như nay đi tìm nước nguồn, như chim đi tìm tổ ấm, tìm con luôn tìm kiếm Chúa, tìm con luôn hoài mong nhớ. Đến khi nhìn yên trong Ngài, Chúa ơi con yêu Ngài muộn màng, ôi tình yêu bát ngát làm sao xuyên tâm can. Xin dâng Ngài đời dấu lỡ làng, xin dâng Ngài ngày tháng hoang đàng,
dâng Ngài tình sâu muộn màng, ôi tình yêu bát ngát khẽ rung từng tiếng tơ vàng như nay tin tìm nước nguồn như chim đi tìm tổ ấm tìm con luôn tìm kiếm Chúa tìm con luôn hoài mong nhớ như nay đi tìm nước nguồn như chim đi tìm tổ ấm tìm con luôn còn thao thức đến khi nghỉ yên trong Ngài. Chúa nói ví nước trời như viên ngọc quý. Nước trời giống như là một kho tàng giấu ở trong ruộng, và có người chợt trông thấy và họ về họ bán hết tất cả gia sản của họ và họ mua lại cái miếng ruộng đó. Thì cũng như cái người mà thấy được viên ngọc quý, họ tìm thấy và họ về họ cũng cố gắng tìm bán hết mọi sự. Đó là một sự đánh đổi. Bởi vậy Kim Thúy cũng xin mời mọi người chúng ta cùng suy niệm. Chúng ta đang dành cái thời gian này, thời gian hiện tại này, giây phút này để dành cho Chúa, đó là một điều Kim Thúy nghĩ là vô cùng quý giá, vì Chúa biết cái sự hy sinh của mình và Chúa sẽ thưởng cho gấp trăm ngàn lần, nhất là khi chúng ta đã được nước trời. Tại vì bài hát Nước trời đã gần của tác giả linh mục Thành Tâm sẽ diễn tả cho chúng ta thấy là chúng ta không còn thời gian nhiều đâu, vì tương lai chúng ta không biết, cho nên chúng ta hãy tìm lấy nước trời, hãy hối cải, hãy bỏ đi những con đường tội lỗi của chúng ta để tìm kiếm Chúa khi còn có cơ may, và thực hành những yêu thương bác ái. Đó chính là nước trời ở ngay tại trần gian. Và bây giờ xin mọi người cùng hiệp thông với bài hát Nước trời đã gần với linh mục Thành Tâm, tác giả linh mục Thành Tâm, và qua giọng hát của Thanh Phong. Tìm kiếm Chúa khi còn cơ may, luật bác ái lo thực thi ngay, chờ đón Chúa trong cuộc sống qua phút giây. Nước trời
đã gần đến, nào chờ chi nữa, hãy ăn năn thật lòng sám hối, hãy dọn lối đường đi của Chúa. Tiếng ai kêu tha thiết vọng vang, hãy san bằng đường nẻo dốc núi, những thác gành mau hãy vội lấm cho đầy đi. Xa xưa ngày Chúa đến mang sự cứu thoát cho mọi người, tìm kiếm Chúa khi còn cơ may, vượt bác ai lo thực thi ngay, chờ đón Chúa trong cuộc sống qua phút giây. Đã đốt mềm đi bằng ơn thánh hóa, hãy ra công bạc lối ngài đi, lẽ công bằng đền bù thỏa đáng, đức thương người ra sức bồi lấp cho đầy dư. Trời, làm sao có thể sống đời mai sau? Từ trên vọng xuống một câu: yêu người, mến Chúa, mai sau được nước trời.
Kim Thúy xin được mượn câu thơ của thầy Mikae Trương Thanh Tú để giới thiệu cho mọi người về nước trời, cái sự cần thiết của nước trời đối với con người, cuộc sống của chúng ta như thế nào. Và kế tiếp đó là bài Chuyện Nước Trời. Bài này diễn theo ý của Thánh Matthew trong Phúc Âm chương 13 câu 44 đến 52 của tác giả nhạc sĩ Thanh Lâm. Thanh Lâm này là Thanh Lâm, không phải là nhạc sĩ Thanh Lâm mà đã là cố nhạc sĩ thầy của Thúy đâu. Đây là một nhạc sĩ Thanh Lâm rất trẻ ở Việt Nam. Đúng là che già măng mọc, có Thanh Lâm kia qua ra đi thì lại có một Thanh Lâm tiếp tục để mà trong cái phục vụ về thánh nhạc. Tạ ơn Chúa. Và xin mời mọi người cùng hiệp ý qua bài Chuyện Nước Trời để nghe Chúa nói về dụ ngôn nước trời giống như cái gì, và chúng ta phải tìm ở đâu, có ở trần gian này không? Vâng, xin mời mọi người. Câu chuyện kho tàng giấu trong ruộng hoang, có người chưa trông thấy được bán tất cả ra sẵn để mua. Nước trời tự truyền một thương gia lên đường tìm ngọc quý đêm ngày, khi gặp lòng tràn niềm vui sướng bán tất cả ra sẵn để mua. Nước trời ở đâu xa, nước trời ở trong mọi nhà, nước trời nào xa xôi, trên đường dương gian ngập lối. Nước trời là nơi đây, giữa đời yêu thương tràn đầy. Nước trời ở trong tim ai người thao thức kiếm tìm. Nước trời tựa như câu chuyện ai tha lưới nơi biển khơi, lưới đầy niềm vui chứa chan nhưng chỉ chọn cá tốt mà thôi. Ngày ngày tận cùng của thế giới khi van vật quỳ trước thiên nhan, kẻ lành được vào nơi vinh phúc, kẻ gian tà sẽ phải diệt vong. Nước trời ở đâu xa, nước trời ở trong mọi nhà, nước trời nào xa xôi, trên đường dương gian ngập lối. Nước trời là nơi đây, giữa đời yêu thương tràn đầy. Nước trời ở trong tim ai người thao thức kiếm tìm. Cơn gió thoáng qua, hãy cùng tìm về niềm yêu thương, hãy tìm nguồn hạnh phúc miên trường. Cửa hẹp là đường đưa ta tới nước trời vinh phúc ngàn đời. Nước trời ở đâu xa, nước trời ở trong mọi nhà, nước trời nào xa xôi, trên đường dương gian ngập lối. Nước trời là nơi đây, giữa đời yêu thương tràn đầy. Nước trời ở trong tim ai người thao thức kiếm tìm. Nước trời là nơi đây, giữa
đời yêu thương tràn đầy. Nước trời ở trong tim ai người thao thức kiếm tìm. Thưa mọi người, hình ảnh mà một gia đình hạnh phúc sống yêu thương, đó là một hình ảnh Đức Trời rõ nét nhất mà được thu nhỏ nơi trần gian. Và khi cảm nghiệm được niềm vui phục vụ tha nhân, một khi mà chúng ta cho đi cái lòng quảng đại đến với những người thiếu thốn, những người nghèo đói, đó là hình ảnh Đức Trời rồi. Chưa cần và chúng ta phải chết, chúng ta lên thiên đàng. Không biết là Kim Thúy suy niệm như vậy thì mọi người có đồng ý với Thúy không? Một cuộc sống, một thế giới mà hòa bình, một thế giới không có chiến tranh, không có thù ghét hận thù, đó chính là nước trời ở nơi trần gian này rồi. Đúng không ạ? Và giờ đây bài hát Thầm khóc cho tội con của Linh Mục Nguyễn Văn Tuyên, Kim Thúy xin được mời mọi người cùng hiệp ý với Kim Thúy để chúng ta nhìn lại cuộc đời của mình, có những gì chúng ta cần phải bỏ đi để trở về cùng Thiên Chúa. Cho những lần đi hoang, Chúa ơi, hồn con nay quay về, về cùng người cha bao dấu yêu, về cùng người cha đang ngóng chờ. Thầm khóc cho những lần lang thang, bỏ Chúa theo thế trần đi hoang. Chúa ơi, xin Chúa đừng chấp con, mắt mi chan chứa lệ mỏi mòn. Về cùng Thiên Chúa đang chờ con, về cùng Thiên Chúa đang đợi con, về cùng Thiên Chúa giang tay chờ con tới. Trở về bên Chúa con hằng mong, trở về với Chúa con cậy trông. Tội đời nặng gánh, xin Ngài thương tha thứ. Thầm khóc cho những lần ngu ngơ, Chúa ơi, nhiều khi con dại khờ, lạc đường mù khơi trong bóng đêm, nợ đời tìm vui theo trái tim. Gọi đáng mê, Chúa ơi, xin Chúa nhìn đến con, chắp tay xin đón nhận con về. Về cùng Thiên Chúa đang chờ con, về cùng Thiên Chúa đang đợi con, về cùng Thiên Chúa giang tay chờ con tới. Tội đời nặng gánh, xin Ngài thương tha thứ. Cho những chiều cô đơn, Chúa ơi, đời thế lương u buồn, lời thề người máu quên rồi gian, tình đời
bạc đen bao oan than. Thầm khóc cho những ngày sóng chơi, bỏ Chúa theo tiếng nhạc buông lơi. Chúa ơi, xin Chúa đừng trách con, quyết tâm yêu Chúa trọn tâm hồn. Thiên Chúa giang tay chờ con tớ trở về bên Chúa, con hằng mong trở về với Chúa con cậy trông. Tội đời nặng gánh xin Ngài thương tha thứ, trở về bên Chúa con hằng mong trở về với Chúa con cậy trông. Đời nặng gánh xin Ngài thương tha thứ, trở về với Chúa xin Ngài thương tha thứ. Vâng, thưa mọi người, Ngài là tình yêu, Ngài không thể làm khác hơn được, tức là Ngài chỉ có tha thứ và bao dung, chậm bất bình và hết sức khoan nhân. Đó là một Thiên Chúa mà chúng ta có phước được làm con cái của Ngài. Và cũng chính vì điều đó chúng ta phải đáp trả lại ơn Ngài, những gì Ngài đã cho chúng ta bằng một tình yêu. Một tình yêu được đáp trả, đó cũng là một điều mà Kim Thúy nghĩ là Chúa rất vui. Giống như khi mà mình yêu ai, mình thương ai, mặc dù mình không có điều kiện, nhưng mình khi người ta thương mình lại thì mình cũng thật sự đó là một cái niềm vui, đúng không ạ? Thúy không biết là không phải khách sáo, nhưng mà Thúy rất là vui khi có ai yêu thương mình. Điều đó thì cũng đã nhận thấy qua những cái sự đồng hành của mọi người rồi. Điều đó mang đến cho nhạc dân Chúa chúng tôi rất là vui. Và bây giờ bài hát Xin Dạy Con Yêu Ngài của cha Thành Tâm sẽ giúp cho chúng ta biết là Chúa đến với chúng ta như thế nào và chúng ta phải yêu Chúa. Đó là điều trước hết, mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, phải không ạ? Xin mời mọi người hiệp ý trong bài hát Xin Dạy Con Yêu Ngài. Cho con người được xem thấy Chúa Cha trên trời, Chúa đã đến thăm con người, người trần gian biết con một cha. Chúa mở mắt cho con người, người tâm tránh thấy đâu con đường. Chúa cất tiếng kêu con người, này người ơi kịp mau quay về. Xin dạy con biết yêu Ngài, vì Ngài luôn yêu mến con nhiều. Xin dạy con biết yêu Ngài, vì Ngài luôn ban ơn tha thứ. Xin dạy con biết yêu Ngài, dù con đầy đam mê tội lỗi. Xin cho con yêu mến Ngài, dù bao phen con đã không yêu Ngài. Chúa đã sống như con người, Ngài ca hát với ai vui cười. Chúa đã sống như con người, Ngài than khóc với ai buồn đau. Chúa gánh vác như bao người,
vẫn yêu con người. Xin dạy con biết yêu Ngài, vì Ngài luôn yêu mến con nhiều. Xin dạy con biết yêu Ngài, vì Ngài luôn ban ơn tha thứ. Xin dạy con biết yêu Ngài, dù con đầy đam mê tội lỗi. Xin cho con yêu mến Ngài, dù bao phen con đã không yêu Ngài. Đã chết cho dân Ngài được vui sống với Cha nhân từ. Chúa đã hứa cho con người một tình yêu sẽ không hề vơi. Chúa cất bước đi trong đời cùng ai đói kiếm cơm ưu phiền. Chúa đã chết cho con người được mai sau phúc vinh muôn đời. Xin dạy con biết yêu Ngài, vì Ngài luôn yêu mến con nhiều. Xin dạy con biết yêu Ngài, vì Ngài luôn ban ơn tha thứ. Xin dạy con biết yêu Ngài, dù con đầy đam mê tội lỗi. Xin cho bao phen con đã không yêu Ngài, Chúa vẫn yêu chúng con. Khi chúng ta nói đến tình yêu của Chúa, chúng ta nhìn vào tình yêu của mẹ Maria, là người luôn ở bên cạnh với Chúa và cũng là người yêu Chúa nhất trên cõi đời. Chúng ta phải bắt chước gương của mẹ yêu mến Chúa như thế nào. Mẹ đã xin vâng qua cuộc sống của mẹ, lời nói của mẹ xin vâng. Nhìn lại thế giới ngày hôm nay với những bạo động, những bất an mà con người đã gây nên, những bất hòa chia rẽ giữa người với người, tôn giáo thì bị chế giễu và luật của Chúa thì lại bị khai trừ. Những điều này đang xảy ra ở khắp nơi, cũng như mọi người nếu xem tin tức thì cũng đã thấy điều đó. Phải chăng đó cũng là một cái dấu hiệu mạnh nhất để cho thấy về cái sự hiện diện của thần dữ, của Satan ở tại nhiều nơi. Đức Mẹ, tượng đài Đức Mẹ và Đức Mẹ, tượng Đức Mẹ đã bị những người mà quá khích đập bể, như ở tiểu bang Tennessee nè, hay là ở Boston. Thúy mới đọc được một tin ở trên Việt Catholic cũng như ở của đài TV Dân Chúa Đời Con, nói là họ đã đập phá tượng rồi, họ chặt cái đầu của Đức Mẹ, họ lại còn úp cái thùng rác lên trên đầu của mẹ nữa. Thật sự đó là một cái điều rất là đau lòng. Thật là đau lòng trước cái hình ảnh mà chúng ta có thể tìm thấy ở trên mạng. Vì vậy Kim Thúy giờ phút này thì xin mọi người hãy tiếp tục cầu nguyện cho những người đang phá hoại và những người có lòng thù hận này. Tại vì chỉ có Chúa và Đức Mẹ mới có đủ lòng bao dung để mà tha thứ cho họ và mong chờ biến đổi trái tim của họ. Nhưng chúng ta cũng phải cố gắng học cái đức yêu thương đó, cái nhân đức đó, để tập tha cho những người đó. Xin Chúa cho họ nhìn thấy rằng chính hình ảnh của Đức Mẹ là một người đại diện cho tất cả những cái gì mà tốt lành và tinh tuyền nhất trong thế giới của chúng ta mà họ chưa nhận ra. Giờ đây Kim Thúy xin mời mọi người cùng thay mặt Chúa, thay mặt mẹ Maria, để xin Chúa thay mặt cho tất cả những người mà đã phạm đến Chúa và mẹ Maria như vậy, để xin Chúa và mẹ Maria thứ lỗi cho họ những việc mà họ không nên làm. Bài hát
Lòng Mẹ Xót Xa của tác giả Thiên Lý cũng sẽ cho chúng ta diễn tả được cái sự đau đớn của mẹ khi mẹ nhìn thấy thế gian tội lỗi như thế nào qua cái hình ảnh mẹ đứng ở dưới chân thập giá nhìn con yêu dấu bị người ta đóng đinh chỉ vì muốn cứu chuộc nhân loại. Mẹ đã nghẹn ngào trong cơn hấp hối của người con mình. Xin mời mọi người hiệp ý với nhạc dân Chúa trong bài hát Lòng Mẹ Xót Xa của tác giả Thiên Lý. Chất ngất yêu
theo Thánh Linh. Bài hát cuối cùng Kim Thúy xin được gửi đến mọi người trong chương trình ca nguyện buổi tối hôm nay với rất là nhiều tâm tình xúc động. À, Kim Thúy xin lỗi mọi người nhé. Mà nhìn cảnh của mẹ, Đức Mẹ như vậy thì không thể nào mà ngăn được cái sự xúc động. Hy vọng là mọi người cũng bỏ qua cho Thúy. Và thôi thì trở lại với niềm vui được làm con của Thiên Chúa, được làm con của Đức Mẹ. Với đức tin từ khi mình sinh ra, trong qua bí tích rửa tội, chúng ta đã được làm con của Chúa. Và chúng ta có sứ vụ là để ra đi loan báo tin mừng như Chúa đã nói khi Chúa sống lại. Và Chúa đã dặn các tông đồ là chúng con phải ra đi loan báo tin mừng cho đến tận khắp cùng bờ cõi trái đất. Và cũng trong tâm tình đó, Kim Thúy xin được cùng với mọi người trong bài hát Hãy Thắp Sáng Lên của tác giả Phan Ngọc Hiến để mời hết tất cả mọi người. Hiện giờ thì chúng ta không có nến trong tay, nhưng hãy tưởng tượng những ngọn nến đó, tức là ngọn nến lòng của mỗi người chúng ta, lòng yêu mến Chúa, và sẵn sàng mang những cái ngọn nến đó đến cho tất cả những người anh em, những người ngoài kia đang cần đến, giới thiệu cho họ biết về một Chúa Kitô, một mẹ Maria đầy tình yêu thương và cầu mong cho thế giới luôn được hòa bình. Hãy thắp cho trần gian, hãy đốt cháy tan niềm đau, xóa bóng đêm từ lâu đang vây kín trong thế giới này. Kim Thúy tin rằng với sức mạnh và sự kiên trì của chúng ta, Chúa sẽ chữa lành cho thế giới thoát khỏi cơn đại dịch. Và giờ đây xin mời mọi người cùng hãy hát lên bài hát Hãy Thắp Sáng Lên của Phan Ngọc Hiến. Này bạn hỡi, hãy thắp sáng lên. Thắp sáng lên con tim nồng nàn. Này bạn hỡi, hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. Cuộc đời bao tâm tối quanh tôi đang cần đến ánh sáng chiếu soi. Này bạn hỡi, xin thắp sáng lên ánh nến trái tim cho đời đẹp thêm. Này bạn hỡi, hãy thắp sáng lên, thắp sáng lên tươi vui đầy tràn. Này bạn hỡi, hãy thắp sáng lên ngọn lửa hân hoan. Đời hạnh phúc khi sống trao ban, đem tình Chúa đến với thế gian. Này bạn hỡi, xin chớ hững hờ, xin chớ ơ thờ, Chúa đang đợi chờ. Cho chân ra thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thắm lên đời ta, hãy thắm cho chân ra đốt cháy tan niềm đau, xóa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời. Này bạn hỡi, hãy thắp sáng lên ngọn lửa hân hoan. Đời hạnh phúc khi sống trao ban, đem tình Chúa tỏa sáng thế gian. Này bạn hỡi, xin chớ lơ ngơ, xin chớ ơ thơ, Chúa đang đợi chờ. Hãy thắp lên người ta, thắm cho trần gian, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin Giêsu. Hãy thắm lên đời ta, thắm cho trần
nay tan niềm đau, xóa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời. Đốt cháy tan niềm đau, xóa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời. Đốt cháy tan niềm đau, xóa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời. Đốt cháy tan niềm đau, xóa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời. Vâng, cảm ơn mọi người đã đồng hành với nhạc Dân Chúa. Một giờ ca nguyện thật là đầm ấm, thật là sốt sắng để dâng lên Chúa những lời ca ngợi. Và lời cuối cùng xin hẹn gặp lại mọi người trong tuần sau. Và tiếng nói lời chúc bình an đó là Shalom.